Các đồng chí và các bạn thân mến, khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là một trong những nội dung mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn đề cao để các đơn vị biên phòng cơ sở tự lực tự cường, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Đồn biên phòng Cái Cùng là một điển hình. Địa bàn đơn vị đóng quân thuộc xã Bãi Ngang ven biển, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ ở đây, không những vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp và đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Năm 2019, tập thể đồn biên phòng Cái Cùng vinh dự được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu trao tặng danh hiệu thi đua quyết thắng. Bởi đơn vị không chỉ có thành tích tiêu biểu trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, mà đồn biên phòng Cái Cùng còn có thành tích đáng trân trọng trong việc khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà đơn vị phụ trách, đồn biên phòng Cái Cùng quản lý trên 26 km đường bờ biển đi qua 4 xã ven biển là xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cái Cùng không những phối hợp tốt với chính quyền địa phương mà còn phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan chức năng, chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn biên phòng. Thực hiện cái kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã bám sát vào cái 5 cái tiêu chuẩn để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước hết, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên học tập các chỉ thị nghị quyết cũng như cái kế hoạch công tác đảng chính trị, trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ chiến sĩ nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo vững mạnh về cái chính trị. Đồng thời, căn cứ vào cái nhiệm vụ công tác, trình độ năng lực của cán bộ, đơn vị đã tổ chức biên chế đúng quy định, rồi là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Trong đó thì trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn, trực địa bàn, trực quân số. Đồng thời triển khai thực hiện tốt cái kế hoạch huấn luyện theo đúng tiến trình biểu. Do điều kiện hoạt động phân tán, nhưng đơn vị rất coi trọng về công tác phổ biến giáo dục, thực hiện duy trì nghiêm các chế độ quy định, duy trì thực hiện đúng 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Qua đó, cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm cái điều lệnh kỷ luật quân đội. Trong năm qua, đơn vị không có đồng chí nào vi phạm cái luật, đơn vị đảm bảo an toàn. Ngoài ra, đơn vị tập trung tăng gia sản xuất, góp phần từng bước cải thiện đời sống cán bộ chiến sĩ và thực hiện nghiêm cái ngày kỹ thuật, đảm bảo các loại vũ khí trang bị được trang cấp trong tình trạng tốt nhất để sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Bãi Ngang ven biển, điều kiện giao thông không thuận tiện, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ ở đây đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Trong đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới luôn được nêu cao. Bởi trong những năm gần đây, tình hình các loại tội phạm liên quan đến ma túy có chiều hướng gia tăng, không riêng ở các địa bàn thành thị, mà địa bàn vùng ven biển, các loại tội phạm liên quan đến ma túy cũng hoạt động hết sức tinh vi và phức tạp. Nhờ nêu cao cảnh giác, ban chỉ huy đồn kịp thời chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn, phối hợp chặt với cơ quan chức năng, sàng lọc đối tượng, nắm bắt tình hình, luôn sẵn sàng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn xã Thịnh là có cái chiều hướng gia tăng, đặc biệt là cái số đối tượng nghiện. Thì trước cái tình hình đó thì bản thân đã cùng với tập thể đội phòng chống ma túy tội phạm đã tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị là tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến về cái công tác phòng chống ma túy cũng như là tác hại tệ nạn về ma túy, cũng đã làm tốt cái công tác nghiệp vụ cơ bản là thường xuyên theo dõi bám sát cái địa bàn, giám sát chặt chẽ các cái hoạt động của đối tượng cũng như là cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Bên cạnh đó thì cũng làm tốt cái công tác phối hợp với cái cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các cái lực lượng chức năng. Thì các lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình
có liên quan đến cái địa bàn cũng như cái đối tượng. Qua đó thì cái đội phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị đã sàng lọc, phân tích, đánh giá được cái đối tượng và xác định được những cái đối tượng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động đến cái phạm tội về ma túy. Phối hợp với các cái đội công tác của trong đơn vị như đội vũ trang, đội kiểm soát hành chính để tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Với 3 chuyên án được thành lập, nhiều đối tượng có hành vi tàn trữ, mua bán trái phép chất ma túy bị bắt và bàn giao cho cơ quan chức năng. Đó chính là những nỗ lực không mệt mỏi của từng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cái Cùng nói chung và của đội phòng chống ma túy và tội phạm của đồn nói riêng. Các anh đã không ngại khó, ngại khổ, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự tuyến biên giới. Những cống hiến đó cũng được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ghi nhận. Đội đã trực tiếp cùng với cái lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng tỉnh, lực lượng công an đã bắt giữ 3 vụ trên 6 đối tượng có liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh. Thì đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự và đã thực hiện cái thẩm quyền điều tra hình sự của đội biên phòng. Ngoài ra thì cái đội cũng phòng chống ma túy và tội phạm đã tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an bắt giữ là 12 vụ liên quan đến 46 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và các cái tệ nạn xã hội, các cái hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cái địa bàn. Thì trong năm qua, cái tập thể đội phòng chống ma túy và tội phạm đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cái đơn vị vững mạnh toàn diện, chi bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thì qua cái tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019, tập thể đội phòng chống ma túy và tội phạm và 2 cá nhân được đề nghị cấp trên khen thưởng. Ngoài đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với cơ quan chức năng trong chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên phòng, đồn biên phòng Cái Cùng là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp. Với nhiều mô hình từ trồng trọt đến chăn nuôi cho hiệu quả khá cao, đã cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ. Dù cái khí hậu thời tiết và thổ dưỡng và vùng đất ở đây là nhiễm mặn, nhưng với cái quyết tâm của tập thể cấp ủy chỉ huy đơn vị và toàn bộ cán bộ chiến sĩ, thì trong thời gian qua đơn vị là thường xuyên là tổ chức đã chăm lo cái xây dựng cái phong trào là đơn vị sáng xanh sạch đẹp. Đó. Trong đó là tổ chức thực hiện nghiêm cái giờ thứ 8, đó là giờ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống đơn vị. Đơn vị đảm bảo tận dụng hết cái những khoảng trống quanh bếp, quanh nhà và đảm bảo được cái lượng rau xanh cho bà đội. Trong năm thì thu hoạch khoảng hơn 4 tấn rau củ các loại, đảm bảo là thực hiện 3 vàng 5 vườn theo quy định của quân đội. Ngoài ra đơn vị còn đẩy mạnh công tác là tăng gia sản xuất như là nuôi dê, nuôi heo, nuôi gà vịt, nuôi cá. Thì trong năm qua thì thu hơn 1 tấn thịt cá các loại. Qua đó hàng ngày đã góp phần cải thiện đưa vào bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ là từ 2.000 đến 2.500 một người một ngày. Mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng đồn biên phòng Cái Cùng đã duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần để xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp. Nổi bật là cán bộ chiến sĩ không ngừng tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Đối với mô hình trồng màu, đơn vị tận dụng các khoảng đất trống và lãnh đạo đồn hướng dẫn các chiến sĩ làm luống, gieo trồng các loại rau màu như rau xanh, bầu bí để cung cấp lượng rau sạch trong bữa ăn của bộ đội. Công việc hàng ngày của anh em chiến sĩ trong đây thì chủ yếu tập trung là xây dựng đơn vị, khu vườn tăng gia sản xuất của chi đoàn hoặc là của đơn vị. Thì mỗi chiều là anh em ra tưới rau, phân bón cho cây, dung đắp cho cây để cho cây tốt hơn. Thì chủ yếu là mình thu nhập cái nguồn rau sạch, không cần phải là nhập thêm cái nguồn ở ngoài chợ, là ra trong đây rất là an toàn, cho nên là đảm bảo cho đời sống của anh em chiến sĩ trong đây. Đối với mô hình chăn nuôi, ban chỉ huy đồn Cái Cùng tận dụng các ao nước ngọt quanh đơn vị để nuôi cá. Ngoài các loại cá nước ngọt thông thường, đồn còn làm mùng thả cá trê, bởi loại cá này có sức sống tốt, ít bệnh tật, mà thức ăn cho cá cũng dễ,
từ thức ăn công nghiệp đến cơm thừa, ốc bươu vàng, cá đều ăn được. Mỗi lứa nuôi chừng 2 tháng là có thể thu hoạch. Đặc biệt, đồn biên phòng Cái Cùng còn quy hoạch chuồng trại chăn nuôi heo rừng. Đây là mô hình được duy trì nhiều năm qua, vì vậy đơn vị không cần mua con giống mà chỉ nuôi heo để nái. Con nái đẻ bao nhiêu thì nuôi hết, nên có thời điểm đàn heo lên đến trên 50 con. Đặc biệt, heo rừng là loại động vật hoang dã, có sức đề kháng rất cao nên ít bệnh tật, thức ăn lại dễ tìm, nên việc chăn nuôi rất thuận lợi. Phụ trách công việc nuôi heo này thì em bên cạnh là thức cho thức ăn ở cạnh của đơn vị thì mình có thể kiếm thêm chuối rồi không thôi vớt bèo thì cắt rau muống thêm cho heo ăn. Bè heo này thì nuôi thì nó dễ hơn cái loại heo thường ở người dân mình nuôi, nó dễ ăn hơn, nó chịu ăn hơn. Bè heo này thì lúc đầu em về nuôi thì nó có khoảng là 30 con, nhưng mà sau thời gian nuôi thì nó sinh sản được thêm 20 con, đó là 50 con. Thì sau này đồn mới từ từ mới nhập vô đơn vị của nhà bếp. Trong thời gian em nuôi thì có đợt dịch tả lợn châu Phi thì đồn thì có cho anh em là tập trung dọn dẹp lại khu vực chuồng trại, rồi gãi vôi, xong rồi mua thuốc cho heo uống. Nói chung là rất là quan tâm đến việc chăn nuôi sản xuất của đơn vị. Ngoài thả cá, nuôi heo, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cái Cùng nuôi thêm nhiều loại gia cầm khác như vịt, gà, ngỗng để cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, ban chỉ huy đồn cũng chỉ đạo các đội, các trạm kiểm soát biên phòng cùng thực hiện xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp và không ngừng tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho bộ đội. Hiện tại, trạm kiểm soát biên phòng Cái Cùng ngoài thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện đánh bắt thủy sản ra vào cửa biển Cái Cùng, cán bộ chiến sĩ ở đây cũng thực hiện nhiều mô hình chăn nuôi cho hiệu quả cao. Tận dụng đất trống, cây rừng nhiều, nhà dân thưa thớt và được sự thống nhất của ban chỉ huy đồn, trạm kiểm soát biên phòng đã tiến hành mô hình nuôi dê. Hiện đàn dê của trạm đã có trên 40 con lớn nhỏ. Hàng ngày cán bộ thả dê cho ăn cây cỏ xung quanh trạm kiểm soát, chiều lại lùa về nhốt vào chuồng. Chỉ những ngày trời mưa bão thì cán bộ ở đây mới phải cắt cỏ cho dê ăn. Ngoài nhiệm vụ chính là của trạm kiểm soát biên phòng là thực hiện nhiệm vụ là kiểm tra kiểm soát, đăng ký kiểm chứng cho người phương tiện ra vào làm ăn trong khu vực cửa biển á, thì ngoài ra bên cạnh đó thì tập thể trạm kiểm soát biên phòng Cái Cùng cũng tiến hành cho một số hoạt động tăng gia sản xuất như là cái mô hình nuôi cá chê, nuôi vịt, nuôi gà, và được sự quan tâm của cấp trên thì cũng tạo điều kiện cho anh em tập thể anh em trạm là có một miếng vuông khoảng 1,5 hectare để tăng gia sản xuất. Trong đó thì chúng tôi cũng tiến hành là thả cua và thả cá phi và thả tôm. Thì đối với hình nuôi dê thì do cái điều kiện tự nhiên ở đây là cây rừng rất nhiều, cho nên là tận dụng cây rừng thiên nhiên, cho nên là với lại là ít nhà dân, cho nên là quá trình nuôi dê thì cũng rất gặp được nhiều thuận lợi, cho đó là dê nó phát triển tốt. Và đặc biệt là quá trình chăn nuôi thì anh em các bộ chiến sĩ cũng là quyết tâm, chung chịu khó là chăm sóc đàn dê tốt, cho nên là đàn dê luôn phát triển tốt. Với tinh thần khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và nêu cao vai trò của từng cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, đồn biên phòng Cái Cùng phát huy tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng trong thời đại mới. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019 với chủ đề 75 ngày hành động sáng tạo quyết thắng. Phát động đợt thi đua cao điểm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, đoàn kết sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với đợt thi đua cao điểm, không riêng tập thể đồn biên phòng Cái Cùng đăng ký thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.